Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Bảo Auto. Nay mình đang chuẩn bị kiểm tra và quay video lại cái hàng để gửi đi cho anh này là anh Hòa ở Hoàng Quốc Việt, Hải Phòng. Gửi xe khách về nhá, bởi vì cái đèn này, đèn hậu của nó là tương đối là dễ gãy dễ vỡ nên mình sẽ quay lại cho anh em. Đấy, quay lại cái mặt trước này. Thông thường những khách mà gửi những cái đơn hàng mà dễ vỡ dễ gãy ấy, như đèn hậu, đèn pha rồi các lồng quạt, cánh quạt, những hàng dễ vỡ gãy là mình sẽ đều quay lại video. Đấy, quay lại video để cho anh em mình có cái nhìn khách quan nhất, trong chẳng may trường hợp mà đến nơi nó gãy vỡ thì nhất là có cái bằng chứng để đối với lại đối chiếu với bên vận chuyển. Đấy. Thứ hai nữa là anh em mình sẽ không nghĩ được là mình bên shop là làm ăn vớ vẩn, là gửi hàng gãy vỡ. Đấy, đây đèn hậu đây, đấy, còn ngon lành. Tí mình sẽ ký tên vào đây, đây nhá, có logo Ford này. Đấy. Đấy, đây một đôi này, đấy, còn lại nhá, để kiểm tra luôn này, các mép không bị gãy vỡ này. Đấy, anh em mình khi nhận hàng cũng phải cố gắng kiểm tra nhá. Ok chưa, mặt sau này đầy đủ đuôi bóng nhá, thì đủ hết. Anh về anh, đây là tem chữ dán bên mình. Anh về anh nâng độ đèn ấy, trong cái thời gian dịch này rảnh rảnh ít việc thì chắc là cũng nâng cấp lên xe một tí nhá, anh em chịu khó tút tát cho xe nhá. Ok, anh em mình mà cần hàng thì liên hệ với mình qua số 0949 5388 9 nhá. Tạm Văn Auto phân biệt thật giả, vun đúc niềm tin, chúc em hàng đấy. Hẹn gặp lại anh em video lần sau.